tiếp theo tập trước cốt ma lão tổ tức giận nói lớn cô lẫm tiên vương ngươi trong lòng lão ta thầm nghĩ chết tiệt chỉ cần có được trí tôn tâm quả rồi kết hợp với bích đà long hoa tu vi của mình nhất định có thể tiến thêm một bước lúc này hai lão già bên kia cũng năn nỉ tần nam tiểu hữu ngươi lấy trí tôn tâm quả này đi còn cô lẫm tiên vương lại hỏi giao dịch của chúng ta chốt vậy đi ngươi thấy sao một lão già lên tiếng kèo nèo tiểu hữu đừng đồng ý hắn một trí tôn tâm quả còn con căn bản không bằng được tứ pháp bát tượng không bằng ta cho ngươi một thiên tài địa bảo cấp tiên phúc cộng thêm ba kiện đạo khí được không lão già phía sau còn chơi trội hơn tiểu hữu ta không chỉ cho ngươi một thiên tài địa bảo cấp tiên phúc và ba kiện đạo khí còn có thể ra tay một lần giúp ngươi tần nam khách khí nói đa tạ ý tốt của hai vị tiền bối nhưng ta chỉ cần trí tôn tâm quả bên này cô lẫm tiên vương vui vẻ thu lại tứ pháp bát tượng về tay cô lẫm tiên vương nói với tần nam tiểu hữu giá trị của tứ pháp bát tượng quả thật cao hơn trí tôn tâm quả không ít nói xong liền lục tìm trong áo cái gì đó sau đó ném cho Tần Nam một miếng ngọc giản và nói: "Miếng ngọc giản này coi như là tặng thêm cho ngươi đi." Tần Nam có chút bất ngờ, sau đó đưa tay nhận lấy miếng ngọc giản. Đến khi Tần Nam nhìn lại thì đã thấy cô Lẫm Tiên Vương chạy mất dép, hai vị bên cạnh chán nản kêu than: "Hôm nay vận may kém thật." Hắn chạy khá nhanh. Tần Nam nhìn ngọc giản rồi nghĩ: "Trên này có một đạo lạc ấn thần niệm, nó giống y hệt với khí tức của cô Lẫm Tiên Vương. Xem ra chỉ cần mình dẫn động lạc ấn thần niệm thì có thể nhờ cô Lẫm Tiên Vương ra tay thay mình một lần." Cốt Ma lão tổ kỳ kèo với Tần Nam: tiểu hữu trí tôn tâm quả này rất quan trọng với lão phu ngươi có thể bán nó cho lão phu không ngươi yên tâm cái giá mà lão phu đưa ra nhất định khiến ngươi hài lòng tần nam thản nhiên đáp lại xin lỗi bất luận ngươi đưa ra cái giá như nào ta sẽ không bán trí tôn tâm quả này nghe xong cốt ma lão tổ truyền âm đe dọa tần nam thằng danh con đừng tưởng ngươi là bạn của mạnh cửu cung thì rất an toàn ở trong tiên vực hỗn loạn này ngay cả bản thân mạnh cửu cung vẫn có người dám giết hắn tần nam trừng mắt lên đáp lại thế à bất luận có nguy hiểm gì ta theo tới cùng lúc này mạnh cửu cung thấy có mùi nguy hiểm hắn liền nhắc nhở tần nam tần nam đạo hữu nơi này không tiện ở lâu chúng ta đi thôi tần nam nghe xong cũng thấy hợp lý thế là tán thành với hắn được sau đó hai thằng cứ thế bay đi cốt ma lão tổ thẩm mỹ hay cho câu theo tới cùng lão già này lập tức hai tay kết ấn chuẩn bị ám toán tần nam trong lòng hắn thẩm mỹ chỉ là không biết ngươi có cái mạng này không nói xong một cái hình nhân đã hiện ra một lúc sau tần nam đã trở về tử lâu của mạnh cửu cung mạnh cửu cung nói với tần nam tần nam ngươi từ đâu tìm được tứ pháp bát tượng này lẽ nào ở trong ba vị trí của ngọc sản mà ta cho ngươi vậy ta phải nói cho ngươi biết trong đó cũng có một phần của ta tần nam chán ghét nói vậy ngươi đi tìm cô lẫm tiên vương đòi đi bây giờ ta không rảnh để ý ngươi ngươi qua một bên chờ trước đi thế rồi hắn lấy dây tơ hồng ra bà tám với phi việt phi việt nữ đế ta đã tìm được thiên tài địa bảo còn lại rồi bây giờ sẽ cứu sống đám người công chúa bên phía ngươi chắc đã chuẩn bị sẵn thi thể của bá chủ cái thế rồi nhỉ phi việt nữ đế thản nhiên nói ta quả thật đã chuẩn bị xong rồi nhưng ngươi phải biết khi sử dụng thuật nghịch đảo âm dương tư chất thi thể của vật tế càng tốt sau khi bọn họ sống lại mới có thể theo kịp tiến độ của ngươi nếu chỉ là thi thể của bá chủ cái thế tới lúc đó khoảng cách giữa các ngươi sợ rằng sẽ càng ngày càng lớn tần nam nghe xong giật mình mà hỏi ý của ngươi là dùng thi thể của cửu thiên trí tôn à cho dù ta muốn với thực lực hiện giờ của ta cũng không giết được cửu thiên trí tôn đợi tới khi thực lực của ta tăng lên cũng không biết cần bao lâu ta thật sự không đợi được nữa ta muốn nàng ấy lập tức quay về bên cạnh ta. Phi Việt Nữ Đế nghe xong ngậm ngùi cảm thán: ngươi đúng là tình sâu nghĩa nặng với nàng ta. Trong lần đại dị biến này ở lục hợp cấm khu, tới lúc đó chắc sẽ có cửu thiên chi tôn chết. Đối với ngươi mà nói là một cơ hội rất tốt. Ngươi chỉ cần vào sâu trong lục hợp cấm khu, sau đó kiên nhẫn vài ngày thì có thể được như ý nguyện. Tần Nam vui vẻ reo lên: đúng thế, sao mình lại không nghĩ ra điều này chứ? Tuy sâu trong lục hợp cấm khu rất nguy hiểm với mình, nhưng vì Diệu Diệu Công chúa và Giang Bích Lan hoàn toàn đáng để mình cực tất tay. Phi Việt Nữ Đế lại nói nếu ngươi đã quyết định sẽ vào sâu trong lục hợp cấm khu vậy thì mang theo cả đạo linh đó nàng ta chắc biết không ít nội tình liên quan tới giọt ma huyết đó ta sẽ giáng xuống một tia ý chí ở trong tiên phúc đạo địa đó đợi ngươi đợi ngươi mang thi thể của cửu thiên trí tôn quay về ta sẽ ra tay cứu bọn họ sống lại tần nam cảm kích nói đa tạ phi việt nữ đế phi việt nữ đế lại nói không cần cảm ơn dù sao ngươi cũng nợ ta ân tình tần nam quay sang hỏi thằng kia mạnh đạo hữu ngươi có biết cụ thể lần đại dị biến này ở lục hợp cấm khu sẽ bắt đầu vào lúc nào không mạnh cửu cung ngạc nhiên hỏi sao hà ngươi rất có hứng thú với đại dị biến chỉ đáng tiếc cửu cung kim tiên tông bọn ta sẽ không can thiệp vào những chuyện này tần nam nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nói nếu đã thế vậy thì thôi trong lòng thẩm mỹ trước tiên truyền âm kêu lam lam tới đây đã lúc này ở vùng đất phi phàm lăng lam lam chán nản kêu lên nhàm chán quá hửm tần nam tìm mình rồi thế là vội vàng đứng dậy lúc sau ở trong phòng ở quán rượu của cửu cung kim tiên tông có hai thằng hớt hải chạy vào nói lớn thiếu tông chủ chuyện lớn không hay rồi. Nghe xong, Mạnh Cửu Cung liền nói: "Tần Nam đạo hữu, ta ra ngoài một chuyến." Tần Nam đáp lại: "Ngươi đi đi." Sau đó, hắn lại thở dài tỏ vẻ thất vọng. Mình còn tưởng là Lam Lam tới. Bốn canh giờ sau, Lăng Lam Lam thò mặt đến vui vẻ reo lên: "Tần Nam, ta tới rồi." Tần Nam khen ngợi: "Ngươi tới đúng lúc lắm, đại dị biến của Lục Hợp Cấm khu cuối cùng cũng diễn ra." Lăng Lam Lam ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đúng là không sợ chết?" Đúng lúc này, đại dị biến trong lục hợp cấm khu đã diễn ra chấn động làm cho ai cũng phải biết đến lập tức một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống mở đầu cho đại dị biến tần nam cảm thán ta không sợ chết ta chỉ sợ nàng ấy không quay về bên cạnh ta nữa lang lam lam thẩm mỹ hắn là một kẻ si tình sau đó lang lam lam thông báo đã có sáu vị cửu thiên trí tôn vào trong rồi giờ mới chỉ là bắt đầu thôi tần nam ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý tần nam đáp lại đôi mắt chiến thần này của ta nhìn còn rõ hơn ngươi bất luận phía trước có khó khăn thế nào đi nữa thì nó cũng không cản được ta. Lăng Lam Lam thẩm mỹ, tên này nói không chừng thật sự có thể làm được. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!